chắc chắn không phải Hùng hay Thắng chọc phá tôi rồi. Vì tụi nó không thể nào biến đi một cách chớp nhoáng đến như thế được. Chỉ có thể là ma mới ẩn hiện tài tình đến thế. Tôi bất chợt nổi da gà khi nhớ lại những lời nói của Dương hồi đầu hôm. Vợ yêu quý ơi, thằng Năm nó không tin em hiền linh lên kìa. Tối nay em về dằn mặt nó một trận cho nó tởn đi, nghe em. Chẳng lẽ nào đây là sự thật? Phượng Linh Thiêng đến thế thật sao? Tôi đi giật lùi vào nhà, vội vã đóng chặt cửa lại, rồi quay vào về chỗ nằm của mình, kéo mền trùm kín mặt. Nhưng ở đời có cái lạ là hễ điều gì khiến mình càng sợ thì hình như nó càng thích đến với mình hơn. Tôi nằm im, giọng ta lên nghe ngóng. Ban đầu không có gì lạ, chỉ là tiếng gió lướt thướt sột soạt bên hiên nhà, rồi tiếng kêu thảng thốt lạc lõng của một con chim đêm nào đó. Nhưng rồi tôi nghe hình như có tiếng chân đi rất khẽ bên ngoài. Tiếng chân dừng lại ở cửa, tiếng gõ cốc cốc lại vang lên rất khẽ khàng. Tôi định lên tiếng hỏi ai đó thật lớn để đánh thức thằng Dương đang ngủ ở trong kia. Nhưng tôi chợt nhớ ra, hồi lúc tối nó đã say đến thế kia mà. Thằng đó mỗi khi say rượu mà lăn ra ngủ rồi thì nhà có cháy nó cũng không thức dậy, huống hồ là tiếng kêu nhỏ nhoi của một mình tôi. Đành vậy, đành giả điếc không nghe gì. Gõ mấy cái liền không thấy bên trong nhà có động tĩnh gì. Tiếng chân bước đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhủ thầm trong bụng: lại tạ ơn trời Phật, nó đi đâu thì đi, đừng quấy rối tôi nữa. Ý nghĩ trong đầu của tôi chưa kịp dứt thì tôi nghe tim mình thắt lại, vì rõ ràng tiếng chân đang vòng ra hè và dừng lại ngay chỗ tôi nằm, chỉ cách chỗ tôi một bức vách mỏng manh tạm bợ. Tôi nín thở, người co rút lại như muốn cố trốn vào cho thật kín đáo trong chiếc mền vá víu tứ tung. Có tiếng cào cào lên vách, rồi tiếng gọi cất lên làm tôi toát mồ hôi hột: anh Năm ơi, anh ngủ chưa? Rõ ràng là tiếng của Phượng, dù tiếng nói lúc này nghe xa vắng như rụt lại từ đâu đâu, nhưng tôi vẫn nhận ra âm điệu quen thuộc của Phượng ngày nào. Tôi nhắm mắt bịt tai để cố gắng không nghe thấy bất cứ điều gì, nhưng những lời nói của Phượng vẫn rõ mồn một, y như đang được phát ra từ trong tai của tôi vậy. Anh Năm ơi, sao anh Năm lại giúp anh Dương cưới vợ? Anh Dương là chồng của em mà, anh phải cản anh Dương lại cho em. Anh Năm ơi, em khổ lắm, em thương anh Dương lắm, anh biết điều đó mà, phải không anh Năm? Tôi không dám lên tiếng, tay chân tôi rã rời bồn chồn. Ở bên kia tấm vách, Phượng khóc rưng rức, tiếng khóc ai oán não nề làm tôi run bắn cả người lên. Anh Năm ơi, sao anh lại xui anh Dương lấy vợ? Anh Dương là chồng của em mà, anh phải cản anh Dương lại cho em. Anh Năm ơi, em khổ lắm, em thương anh Dương lắm, anh biết điều đó mà, phải không anh Năm? Phượng lặp đi lặp lại câu nói đó, rồi lại khóc lóc nỉ non, rồi lại nói lại khóc. Tất cả cứ lặp đi lặp lại như một chương trình đã được cài đặt sẵn, như một cuốn băng cassette tự động đổi chiều. Tôi gồng mình chịu đựng, từng sợi dây thần kinh của tôi như căng lên sắp vỡ. Đến lúc tôi sắp không thể duy trì được sự căng thẳng đến tột độ này, tôi sắp hét lên để phá vỡ cái không khí ma quái điên loạn ấy, thì tiếng khóc, tiếng rên bên ngoài im bặt. Thần kinh tôi từ từ dịu xuống, tôi buông hai tay ra, ngơ ngác lắng nghe. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, tất cả yên lặng, tất cả như không có gì xảy ra trước đó. Tôi cắn mạnh vào ngón tay của mình và biết mình đang rất tỉnh táo. Tôi không ngủ được nữa, cứ nằm thao thức chờ trời sáng. Trời vừa sạng sáng, tôi vội vàng dậy để thắp nhang cho bàn thờ Phượng, lầm rầm khấn vái: Phượng ơi, em đừng về nhắt anh Năm nữa, anh Năm sợ lắm, anh Năm không dám đốc suối của thằng Dương lấy vợ nữa đâu, xin em để cho anh Năm được yên. Lúc đó tôi đã quá ích kỷ, tôi chỉ nghĩ tới sự an toàn của riêng bản thân mình mà không hề nghĩ tới số phận của thằng bạn tên Dương nữa. Tôi thắp nhang xong
làm vệ sinh qua loa rồi vội vã đi làm thật sớm. Cái chính là tôi muốn thoát khỏi nơi đó. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới chuyện rời đi nơi khác. Hôm sau tôi kể lại câu chuyện cho Dương, Hùng và Thắng nghe. Hùng với Thắng có vẻ bán tín bán nghi, còn Dương thì cười ngất ra chiều đắc ý lắm. Hơ hơ, tao đã nói mà mày không chịu tin. Phượng khi còn sống ghen như hoạn thư, giờ chết rồi vẫn là một con ma ghen siêu hạng. Thôi rồi, đời trai của tao coi như hết bạc. Kiếp này tao đành phải sống lẻ loi cho vừa lòng của Phượng của tao thôi. Những lời nói của Dương vừa như đùa giỡn, lại vừa như oán thán thất tội nghiệp. Sau lần đó không lâu thì lần lượt tới Hùng và Thắng gặp Phượng, cũng bởi vì cái tội đốc thúc Dương cưới người này người khác. Tụi tôi đâm ra sợ hãi, và từ từ mỗi đứa tự tìm lấy nơi ở mới và lần lượt rút đi, bỏ lại một mình Dương trong căn nhà quạnh vắng. Đó là những chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, từ sau cái ngày Phượng mới qua đời, lúc khu nhà của Dương sống còn hoang vắng. Sau này khi tất cả đã thay đổi, những người dân sinh sống trong khu vực đó lần lượt bán đất, ôm một số tiền đi tìm nơi ở khác. Chỉ còn lại một vài người bám trụ, trong đó có Dương. Câu chuyện về cái chết của Phượng và chuyện hồn ma ghen tuông cũng dần dần đi vào quên lãng. Những người mới dọn đến không ai biết gì về quá khứ của Dương, mà người ta cũng không bỏ công tìm hiểu. Vì khi đời sống nâng cao, tự dưng cuộc sống của mỗi gia đình bỗng trở nên khép kín. Họ không quan tâm lắm tới những chuyện xảy ra bên kia cánh cổng nhà, nếu như nó không liên quan gì đến cuộc sống của mình. Tôi, Hùng và Thắng đã lập gia đình, chuyện ngày xưa cũng chìm xuống, không đứa nào còn cảm thấy sợ Phượng nữa. Với lại chúng tôi nghĩ, đã nhiều năm như vậy rồi, chắc hẳn linh hồn của Phượng, nếu có, cũng đã đi đầu thai kiếp khác. Nhưng sự thật lại không hề như thế. Dương vẫn tiếp tục sống đời lãng tử, làm được bao nhiêu là chơi sạch, rượu chè, cờ bạc, gái gú. Chuyện gì Dương cũng không bỏ qua. Có người không hiểu trách Dương sống phóng túng, sao không chọn lựa một cô chính thức cưới về làm vợ để bầu bạn với nhau. Nhưng chúng tôi là bạn, chúng tôi hiểu Dương hơn ai hết. Dương cũng đã từng mơ ước, từng khát khao một cuộc sống gia đình bình thường như bao người khác. Dương cũng thèm một mái nhà có bóng dáng của người phụ nữ và tiếng trẻ con bi bô cười nói. Nhưng hạnh phúc dường như luôn đùa cợt với Dương. Dương quen biết rồi đem lòng yêu thương lần lượt nhiều người. Nhưng với bất kỳ ai, một khi tình cảm đã đi tới giai đoạn mặn nồng, thì người con gái đó lại gặp tai họa. Một hai lần người ta còn chống chế cho đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, khiến cho mấy người không bao giờ tin vào chuyện dị đoan ma quỷ cũng phải lung lay. Mà với người con gái nào, sau khi bị tai nạn cũng gặp Phượng hiện về trong giấc mộng. Ngoại trừ cô gái bán trẻ ngày trước, các cô gái sau này hoàn toàn không hề biết cái chết của Phượng, cũng không biết vợ Dương tên là Phượng. Họ chỉ biết Dương đã có một đời vợ, không may vợ Dương ván số qua đời, thế thôi. Nhưng sau khi bị tai nạn thì tất cả các cô đều kể phanh phách tên tuổi của vợ Dương và lý do cái chết của vợ Dương ra sao. Lời đồn thổi lan truyền đi rất nhanh, đến nỗi tất cả các cô gái cũng như là các bà khóa, các bà lỡ thì các khu vực lân cận đó đều không ai dám có tình cảm với Dương nữa. Mặc dù Dương rất hiền, khá điển trai, nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định. Có một dạo Dương như điên loạn, như muốn thách thức với hồn ma nghiệt ngã của Phượng. Ngày nào Dương cũng dẫn gái giang hồ về nhà uống rượu, vui chơi thác loạn. Thời gian đó thì linh hồn của Phượng cũng nổi điên lên. Phượng không chỉ hiện ra để dằn mặt những người có liên quan, mà hiện ra khắp nơi trong khu vực. Người dân sống ở đó được một phen nháo nhác trước những hiện tượng lạ lùng không giải thích được xuất hiện ngay trong nhà của mình. Một bà cụ người Huế sáng sớm ra trước cổng mua tô hủ tiếu, làm như vô tình hỏi người bán: cô có biết trước đây ở khu vực này có ai tên là Phượng chết vì tự vẫn bằng thuốc chuột không? Người bán hủ tiếu mắt lấm la lấm lét ngó xung quanh, rồi thì thào hỏi nhỏ: cô ấy cũng đến cả nhà bà kia à? Mấy hôm nay cô ấy xuất hiện khắp các nhà ở đây, lượn lờ qua lại, khóc lóc nỉ non,
rồi tự xưng danh tính. Tụi tôi cứ ngỡ là cô ấy chỉ đến với nhà mấy bà dân lao động bình thường thôi, còn người sang cả như bà thì cô phải kiêng dè chứ. Ai ngờ cô này. Thế rồi người này dì tay người nọ, cuối cùng người ta đúc kết ra rằng có một hồn ma trước đây vì ghen tuông mà chết, giờ không siêu thoát được cứ sống vất vưởng quanh đây. Hồn ma không làm hại ai, ngoại trừ nó làm cho đầu óc của người ta trở nên căng thẳng và nỗi sợ hãi lo âu chiếm hữu tất cả mọi người. Những người tin vào dị đoan, tin vào thánh thần ma quỷ thì vội vội vàng vàng lên chùa nhờ sư cụ tụng kinh cầu an, xin một đạo bùa bình an trừ tà ma để trong nhà. Có người nhờ đến cả thầy pháp tụng niệm bùa chú hòng xua đuổi oan hồn ra khỏi khu vực của nhà mình. Có người tìm đến tận nơi của nhà Dương nhang đèn hoa quả cầu khấn cho Phượng, xin cho họ được bình an yên sống. Chúng tôi, những thằng bạn nối khố của Dương, không nỡ lòng nhìn bạn mình sống cuộc đời bất hạnh mãi như thế, nhưng thật tình cũng không đứa nào nghĩ ra cách để giải thoát cho Dương ra khỏi cái lời nguyền độc địa của Phượng. Nhưng rồi một điều đã may mắn xảy ra, đó là khu nghĩa địa có bộ phận của Phượng được lệnh giải tỏa. Giữa lúc Dương còn đang băn khoăn không biết phải di rời mộ vợ đi đâu thì có một bà con lớn tuổi khác tới nhà cho ý kiến. Tôi nói điều này cũng là muốn tốt cho Dương đây và tốt cho cả bà con của bác ở khu vực này. Lâu nay hồn ma cô Phượng cứ thỉnh thoảng lại hiện về để làm cho mọi người sợ hãi. Đó là do cô ấy chưa siêu thoát được nên ngần ấy năm trôi qua mà vẫn còn vất vưởng nơi trần thế. Lâu nay tôi đã muốn nói nhưng sợ chú Dương không đồng ý. Này tôi sẵn dịp rời đi, tôi thấy chú nên làm như vậy, có thể sẽ giúp cô ấy được siêu thoát đi đầu thai sang kiếp khác. Dương nôn nóng: bác làm ơn chỉ giúp cháu với, cháu là đàn ông con trai, cháu không biết được những chuyện thế này phải giải quyết thế nào bác ạ. Bà bác gật gù: theo tôi, chú bốc mộ cô ấy đem đi hỏa táng rồi mang lên gửi chùa, để ngày ngày cô ấy nghe kinh kệ, giải được nghiệp chướng, làm cho vong linh nhẹ nhàng. Dương mừng rỡ: vậy mà lâu nay cháu không nghĩ tới việc đó, mà cũng không ai khuyên cháu làm như vậy cả. Thật tình cháu cảm ơn bác nhiều lắm, cháu sẽ làm theo lời của bác. Bà bác mỉm cười: là tôi cũng chỉ nghĩ thế nên mới khuyên chú thôi. Còn kết quả thế nào tôi cũng không dám chắc. Chuyện như vậy người lớn tuổi chắc ai cũng nghĩ tới, nhưng có lẽ vì không cẩn trọng với chú nên người ta ngại không dám góp ý với chuyện của nhà người. Ở đất Sài Gòn này đâu phải như là ở dưới quê của mình đâu chứ. Ngay ngày hôm sau, Dương chạy đi tìm chúng tôi nói lại ý kiến đó. Cả ba đứa tôi đều ngẩn người ra, vì tại sao chỉ có vậy mà biết bao năm qua mình đã không nhớ tới. Hồi ở ngoài quê chuyện tương tự cũng đã nghe qua rồi, mà tại sao cả mấy đứa đều u mê mê không nghĩ được. Hay tại hồn ma của Phượng che chắn trí óc của mình đi. Thắng kêu lên, tôi, Dương và Hùng cũng gật đầu. Có lẽ thế thật. Thế là cả ba đứa chúng tôi bàn tới việc bốc mộ hỏa thiêu rồi đem gửi vào chùa. Đêm đó cả mấy đứa kéo tới nhà của Dương cùng uống rượu và ngủ lại để sáng hôm sau phụ giúp Dương trong việc di rời hài cốt của Phượng. Gần nửa đêm, khi chúng tôi đứa nào cũng đã ngà ngà say, bỗng nhiên bát hương trên ban thờ của Phượng vụt cháy đỏ rực. May mà thằng Thắng có đủ tỉnh táo dội nguyên xô nước vào nên nó mới dập tắt được nhanh chóng. Chuyện thật là kỳ. Lúc chập tối khi mới tới nhà, chính tay tôi đã thắp nhang lên bàn thờ của Phượng. Cây nhang đó cháy rất bình thường và đã tắt từ rất lâu rồi. Hà cớ gì bây giờ lại vụt cháy? Có cái gì đó ngoài mấy đám chân nhang khẳng khiu trong bát, cái gì làm vụt lửa? Không giải thích được, chúng tôi chỉ còn cách giải thích bằng là cho Phượng đang phản đối những tính toán của chúng tôi. Mà quả thật Phượng không đồng ý. Chúng tôi chưa kịp hết hoang mang vì chuyện đó thì bỗng dưng thằng Hùng kêu rú lên, tay chỉ lên ban thờ. Cả bọn nhìn theo bức ảnh bán thân của Phượng rõ ràng đang chuyển động.
Cả bốn đứa, tám con mắt thì không thể nói rằng là hoa mắt mà nhìn nhầm được. Bức hình cứ lớn dần, rồi bất ngờ mọi người đều nhận thấy Phượng đang đứng cạnh chiếc bàn bên trên, còn la liệt bát đĩa ngổn ngang. Phượng tiến tới gần về phía Dương. Lúc đầu Dương dường như đứng người, cứ đứng chôn chân một chỗ, nhưng rồi Dương trở nên hoảng hốt, cứ lùi dần sát vào tường. Phượng thì cứ từ từ tiến tới. Còn lại ba người chúng tôi, đứa nào đứa ấy mắt cũng tròn xoe, miệng há hốc ra không kêu được lời nào. Khi chỉ còn cách Dương chừng nửa sải tay, Phượng đột ngột đứng lại và bắt đầu khóc. Tiếng khóc tức tưởi giống y như là lúc Phượng còn sống mấy chục năm về trước. Anh Dương, sao anh tàn nhẫn với em đến thế? Em yêu anh, anh biết điều đó mà. Vì quá yêu anh nên em đã trốn tránh để được ở mãi quanh quẩn bên anh. Vậy mà hôm nay anh nỡ nào, anh nỡ nào nghe lời xúi giục của người khác mà định đem em đi giam cầm ở nơi khác. Em van anh, xin anh đừng làm như thế. Dương phần nào lấy lại được bình tĩnh. Em đừng như vậy, em biết anh vẫn thương em mà, phải không? Nhưng em đã gây ra quá nhiều sai lầm, anh không thể tiếp tục để em gây thêm sai lầm nữa. Em sai ư? Phượng nức nở hỏi lại. Có lẽ bao nhiêu uất ức mà Dương phải chịu đựng đã tới lúc phải được giải bày. Thế nên Dương trở nên mạnh mẽ hẳn, không còn chút sợ sệt trong giọng nói cũng như là thái độ của mình nữa. Dương tiến ra, Phượng lùi dần. Dương ngồi vào ghế và chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Em ngồi xuống đi, hôm nay mình cần nói chuyện với nhau một lần, nói hết để không ai phải ấm ức nữa. Rồi Dương quay nhìn về phía chúng tôi, hất đầu ra hiệu. Mấy đứa tụi bây cũng tới đây ngồi đi. Chúng tôi sợ sệt, díu díu tới kéo ghế ngồi thật sát vào nhau, mắt vẫn nhìn Phượng chăm chú. Phượng vẫn trẻ trung như ngày xưa, chỉ có nước da trắng hồng ngày nào giờ xanh xao vàng võ, mặt mày không còn chút sinh khí nào mà thôi. Trước đây nghe người ta kể chuyện ma quỷ, hình ảnh ma thường là răng nanh mọc dài, tóc tai rã rượi, lưỡi thè lè đỏ, thật gớm ghê. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thật sự trông thấy ma, đối diện với một linh hồn thật sự. Những lần trước có gặp Phượng đi nữa cũng chỉ là nghe tiếng nói thấp thoáng một bóng trắng đi ngang qua, hoặc hơn nữa là thấy Phượng trong lúc đầu óc mơ mơ màng màng, nửa thức nửa ngủ. Chỉ lúc này đây mới thật sự rõ ràng và tỉnh táo. Nếu chúng tôi là người lạ, không biết Phượng đã chết rồi, thì có thể chúng tôi cũng không biết đây là một hồn ma, mà có thể nghĩ người con gái này đang bệnh rất nặng thế thôi. Đôi môi của Phượng tái mét, gương mặt xanh xao, nhưng quần áo, tóc tai vẫn tươm tất y như hồi còn sống. Phượng cũng đưa ánh mắt sáng lòe nhìn cả ba đứa chúng tôi một lượt. Dương bắt đầu nói. Ngày tao với Phượng cưới nhau, ba đứa tụi mày là khách mời, là nhân chứng. Giờ đây tao cũng thật vui vì trong giờ phút hiếm hoi này lại có đủ mặt cả ba đứa mày. Dương ngừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Phượng. Anh thành thật xin lỗi vì đã làm em đau đớn đến mức phải tự hủy hoại đời mình. Nhưng nếu em đã yêu anh thì phải biết đó là cái cá tính từ lúc cha sinh mẹ đẻ, đâu phải muốn thay đổi là thay đổi được ngay. Em yêu anh mà không tin tưởng anh, em tự hủy hoại mình là em đã gây ra một sai lầm lớn. Rồi sau đó em lại tiếp tục đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, khi em gây ra tai nạn cho những cô gái vô tội chỉ vì các cô ấy yêu anh. Nếu như em khẳng định anh có lỗi với em thì bản thân anh đây, em muốn làm gì thì làm, anh sẵn sàng đền cho em mà không hối tiếc. Em muốn chiếm hữu anh, đẩy đọa anh thì em bắt hồn anh đi, tùy nghi định đoạt. Tại sao em lại để cho anh sống ung dung trên cõi đời này với một trái tim cô độc cần có người san sẻ cảm thông, mà người nào cảm thông chia sẻ thì lại bị em làm hại? Tại sao thế hả Phượng? Dương nhìn Phượng chờ đợi câu trả lời, nhưng Phượng chỉ khóc vùi,
không một tiếng nói nào. Lát sau Dương tiếp: "Rồi em lại tắc oai tắc quái, em hiện ra dọa cả những người không hề liên quan đến việc vợ chồng của chúng ta. Em khai danh tính, em nói rõ ràng hoàn cảnh của em làm như thế để làm gì? Mục đích của em là bêu xíu anh, làm cho tất cả mọi người đều biết là anh là một kẻ khốn nạn trang hoa đã gây nên cái chết của vợ mình hay sao? Anh thật sự thất vọng về em lắm Phượng ơi." "Không, em không có ý đó." Phượng nghẹn ngào. "Vậy ý em là gì? Em nói rõ cho anh biết đi." Dương tỏ ra lạnh lùng. Phượng bây giờ trở nên hiền lành y như đêm cưới nhau mấy mươi năm về trước. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô ấy, tôi những muốn can ngăn Dương đừng kết tội Phượng thêm lần nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ, thôi thì đã để hai con người họ nói hết với nhau để giải quyết một lần cho sốt ráo. Nghĩ vậy nên tôi ngồi im. Cả Thắng và Hùng cũng trở thành những khán giả bất đắc dĩ khổ sở thế này. Phượng co người lại như đang lạnh lắm. Cô cố dằn tiếng tức tưởi còn ở trong lồng ngực: Em làm như vậy chỉ muốn đừng có cô gái nào đến gần anh. Em không chịu nổi khi thấy anh cùng với người khác âu yếm yêu thương. Em không chịu nổi anh có biết không?" Dương cay đắng: "Thế thì em giết anh chết quách đi cho rồi. Rồi ở nơi âm ti địa ngục ấy, anh sẽ âu yếm yêu thương em. Anh sống làm gì mà phải đơn côi suốt kiếp chứ? Anh là con người, anh cũng có những nhu cầu của người bình thường. Em không hiểu điều đó sao? Em làm như vậy thì em sẽ được gì? Sao em không sống để anh yêu thương âu yếm? Em chính là đã chính em đã tước đi quyền đó kia mà." Phượng lại nức lên: "Anh không hiểu em." Dương lắc đầu: "Không phải, anh rất hiểu em nữa là đằng khác. Em yêu anh, điều đó anh không phản đối. Nhưng tâm địa của em lại vô cùng nhỏ nhen, hạn hẹp. Em chết đi là muốn để cho anh phải giằn mặt đau khổ hết kiếp này. Thì anh đã và đang giằn mặt ghê gớm đây. Em không nhận ra sao? Em không giết chết anh để trả thù anh, mà em muốn trả thù anh một cách cay độc hơn. Đó là em để cho anh sống, nhưng lại là tước đi cái quyền làm người của anh. Em giỏi thật. Em giống y như hoạn thư trong chuyện Kiều vậy. Em làm cho anh lao đao lận đận mà không biết phải nói sao, trong khi em vẫn luôn miệng nói rằng em thương yêu anh. Lâu nay chúng tôi đứa nào cũng biết rằng thằng Dương là thằng ăn nói lưu loát, văn chương nhất trong bọn. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến những lập luận của nó." Phượng khóc ròng, không nói được lời nào. Dương cứng rắn: "Ngày mai anh sẽ bốc mộ của em đi hỏa thiêu rồi đưa lên chùa. Em có thể chọn ở vào chùa nào, anh sẽ chiều theo ý của em lần cuối." Dương vừa nói dứt câu, Phượng đã hoảng hốt rối rít van xin: "Anh Dương ơi, em đã nhận thấy sai lầm của em rồi, mong anh tha cho em. Anh đừng đưa em lên chùa nghe anh. Anh hỏa táng xong rồi thì vẫn có thể đem cho than hài cốt của em về để ở trong nhà mình mà, phải không anh? Em sợ lên chùa lắm, lên đó giống như là bị giam cầm vậy." "Không được, điều đó anh không thể chiều em được." Dương nói dứt khoát. Phượng khóc òa lên. Đến lúc này tôi cũng không thể không xen vào: "Phượng à, anh muốn nói với em điều này, xin em hãy vui lòng lắng nghe." Tôi ngập ngừng trong giây lát, Phượng không phản đối nên nói tiếp: "Em mất cũng đã quá lâu rồi. Linh hồn của em đáng lẽ ra phải đi đổ thai ở kiếp khác, nhưng chỉ vì còn nặng nợ với thằng Dương, em mang lòng hận thù sâu sắc quá nên chưa thể siêu thoát được. Bây giờ nếu vẫn để em sống vất vưởng quanh đây thì em lại gây thêm lầm lỗi nếu một khi em không chịu được hạnh phúc của Dương. Còn nếu em cam chịu thì em có vui sướng gì? Tự đày đọa bản thân mấy mươi năm qua như vậy là quá đủ rồi em ạ. Em hãy giải thoát linh hồn của mình ra khỏi những bi ai trần thế này. Biết đâu ở kiếp sau
em sẽ được hạnh phúc gấp bội lần. Em không thể cứ đẻ đọa mình, đẻ đọa Dương mãi như thế, Phượng à. Tôi giống như kẻ châm ngòi cho pháo nổ, thằng Hùng, thằng Thắng cũng mỗi đứa một lời khuyên giải. Bốn chúng tôi cùng với một linh hồn cứ không ngừng trao đổi với nhau. Phượng chừng như giác ngộ, cô không còn van xin khóc lóc nữa mà nhìn Dương bằng đôi mắt thật thiết tha, làm ba đứa chúng tôi cũng thấy nhói đau trong lòng. Hình như Dương cũng đau đớn lắm, nhưng ngoài mặt Dương vẫn tỏ ra lạnh lùng xa vắng. Lúc này chúng tôi đứa nào cũng ngả say, nhưng từ khi Phượng xuất hiện thì cả bốn đứa đều trở nên tỉnh táo một cách lạ thường. Trên bàn ngổn ngang bát đũa, ly tách. Bản năng phụ nữ trong Phượng lúc này lại trỗi dậy. Phượng đứng dậy dọn dẹp. Dương ngăn lại: "Để đó cho anh." Phượng không nói lời nào, chỉ cúi đầu làm, giả như không hề nghe Dương nói gì hết. Tôi nhẹ nhẹ đặt tay lên Dương, ra hiệu cho Dương im lặng, cứ để cho cô ấy được thể hiện tình cảm của mình một lần sau cuối. Lúc Phượng bê mâm chén bát xuống nhà sau, Dương đổ cục xuống bàn, hai tay run lên bần bật. Chúng tôi đứa nào cũng biết Dương đang đau đớn lắm, nhưng cố gồng chịu. Dương không dám biểu lộ tình cảm của mình, có lẽ vì sợ Phượng cứ vương vấn mãi sẽ khổ cho tất cả mọi người. Ừ, mày khóc được thì cứ khóc cho nhẹ người đi Dương ạ. Nước mắt một thằng đàn ông như mày chắc mang nhiều vị mặn lắm đấy. Mày cứ khóc đi. Và Phượng nữa, chắc lúc này ở dưới bếp Phượng cũng đang thầm khóc. Tụi mày đã có trong tay một tình yêu sâu đậm đến vậy mà không đứa nào biết trân trọng, gìn giữ, để giờ đây phải lâm vào cảnh chớ trêu cay nghiệt như thế này. Ta không biết phải chia sẻ với mày, với Phượng ra sao nữa Dương ơi. Tôi đặt tay lên vai Dương, nói thầm lòng mình như vậy. Lúc Phượng đi từ bếp lên thì vẳng từ xa tiếng gà gáy sáng. Phượng có vẻ hốt hoảng, lo sợ lắm. Đến gần bên Dương, Phượng ngậm ngùi: "Anh Dương, có lẽ đây là lần sau cùng em được gặp anh. Ngày mai em sẽ nghe theo sắp đặt của anh. Anh muốn đưa em lên chùa nào thì em ở chùa đấy. Đối với em, chùa nào cũng như nhau, cũng là nơi giam hãm em thôi, không cho em được quanh quẩn ở bên anh. Nhưng thôi, nếu như điều đó thật sự đem lại sự tốt đẹp cho tất cả chúng ta thì em xin được bằng lòng. Em không van nài anh nữa. Lần sau cùng, em chỉ muốn anh hiểu cho em một điều, rằng tất cả những gì em muốn làm đã gây ra chỉ vì em quá yêu anh, quá dại khờ nông nổi, chứ tâm địa của em không như anh nghĩ đâu." Quay sang ba đứa chúng tôi, Phượng mỉm cười trong nước mắt: "Em xin lỗi vì trong thời gian qua em đã làm phiền các anh không ít. Mong các anh rộng lượng mà tha thứ cho em. Lần này em thật sự vĩnh biệt các anh. Em mong mỏi các anh vẫn mãi mãi là bạn tốt của nhau. Các anh chăm sóc anh Dương của em giúp em với nhé." Hình của Phượng còn muốn nói thêm nhiều nữa, nhưng vì cô nghẹn ngào không nói được thành câu. Tiếng gà mỗi lúc rục rã nhiều hơn. Hình bóng của Phượng đột nhiên nhòe đi, rồi từ từ tan xa ngay trước mắt của bốn đứa chúng tôi. Dương bật đứng dậy, hai tay Dương huơ quảng vào khoảng không gian mà mới vừa rồi có Phượng hiện ra. Gương mặt của Dương hẳn lên một nỗi đau đớn ghê gớm mà chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Ngay cả lúc ôm xác chết của Phượng trong tay, nằm lấy trong xương, cũng không đến nỗi đau đớn đến cùng cực thế này. "Phượng ơi!" Tiếng kêu thống thiết của Dương là cả ba đứa chúng tôi đều không cầm được nước mắt. Bốn thằng con trai lăn lộn phong sương, lăn lộn ngoài đời từ 15-17 tuổi, tưởng tâm hồn đã chai cứng đi rồi. Nhưng giờ phút này đây, trên mặt đứa nào cũng nhòe nhòe nước mắt. Dương đổ ngục xuống và hình bóng như không còn sức để đứng lên nữa. Sáng hôm sau, theo kế hoạch đã định trước, chúng tôi làm tất cả thủ tục cũng như các công đoạn để đưa Phượng gửi gắm vào một ngôi chùa gần đó. Khi tất cả đã xong, thường thì thế nào bọn tôi cũng lại ngồi uống với nhau vài chung rượu. Nhưng hôm nay, từ
tự nhiên lòng chúng tôi nặng trĩu, không ai còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhất là Dương, từ sáng sớm trông Dương đã phờ phạc đi rất nhiều. Dương chạy đầu này đầu kia như một cái máy. Nhưng lúc ngồi mình thì trông Dương là như kẻ mất hồn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cả ba đứa chúng tôi đều phải về nhà vì đã đi từ hôm qua tới nay. Không khéo về lại bị vợ con cằn nhằn thì khổ. Về nhưng cả ba đều lo ngại cho Dương. Có gì thì mày điện thoại cho chúng tao nghe mày. Tôi căn dặn trước khi cho xe nổ máy. Dương cười méo sạch. Ừ, không sao đâu mà. Tao chỉ hơi mệt chút thôi. Tụi mày về đi. Tao vô ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. Tụi mày đừng lo, về đi. Kẻo vợ con chờ tội nghiệp. Chúng tôi về nhưng Dương thì không khỏe lại được như lời của nó nói. Dương nằm bẹp luôn kể từ đêm hôm ấy. Hôm sau tôi cảm thấy nóng ruột, gọi điện không thấy người bốc máy, nên tôi lại vội vã chạy sang nhà Dương. Thì Dương đã được người hàng xóm đưa vào bệnh viện từ sáng sớm. Tôi lập tức liên lạc với Hùng, Thắng, báo cho tụi nó biết rằng, rồi hộc tốc chạy vào bệnh viện thăm Dương. Tôi như không nhận ra Dương được nữa, dù mới gặp nhau cách đó một ngày thôi. Người Dương gầy sọp hẳn đi, mái tóc gần như đã bạc gần hết, râu ria đâm ra tua tủa, trông thật dễ sợ. Dương nằm nhắm mắt, hơi thở khó nhọc. Hỏi thì bác sĩ bảo Dương bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Ba đứa chúng tôi thay phiên nhau ở lại bệnh viện chăm sóc Dương. Đêm thứ tư Dương ở bệnh viện thì xảy ra chuyện. Đêm đó tôi là người ở lại, đang ngủ mơ màng, tôi nghe thấy có tiếng người lay vai mình. Mở mắt tôi hoảng hốt vì trông thấy Phượng. Tôi chưa kịp kêu lên, Phượng vội vàng ra dấu bảo tôi im lặng, rồi nói khẽ bên tai tôi. Phần số của anh Dương đến đây là hết rồi anh ạ. Đáng lẽ lúc này là lúc em phải lên đường về cõi khác, nhưng vì trước điều này nên em năn nỉ người ta cho em ở đây để đi cùng với anh ấy. Em cảm ơn các anh đã hết lòng hết dạ với vợ chồng của em. Em thật lấy làm xấu hổ vì những gì không biết giữ lấy hạnh phúc của mình, lại còn làm liều liên lụy đến nhiều người khác. Duyên nợ giữa em và anh Dương chưa dứt, nên chỉ chốc lát nữa đây chúng em sẽ đi đầu thai, rồi lại gặp nhau ở kiếp sau này. Em sẽ cố gắng trân trọng nâng niu những gì mình đang có. Em cảm ơn các anh. Em thay mặt anh Dương cảm ơn các anh rất nhiều. Phượng vừa nói xong lập tức biến mất. Tôi còn đang bàng hoàng thoảng thốt thì trên giường bệnh tôi thấy Dương khẽ trần mình, rồi thở hắt ra một hơi thật nhẹ. Tôi nhào tới đặt tay lên mũi của Dương thì đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Khi bác sĩ y tá tới xác định với tôi rằng Dương đã chết thật sự rồi, tôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Hùng và Thắng. Thằng Dương đã đi rồi, trời ơi. Nhằm lúc này vợ tao vừa mới vô bệnh viện, con gái tao sinh. Tiếng Hùng bối rối bên kia đầu dây. Tôi hỏi, con gái mày sinh hả, hay trai hay gái? Con trai 3,4 kg, ngon lành lắm. Thôi để tao gọi điện báo với bà một tiếng rồi chạy qua với mày liền, kẻo bà gọi về không gặp tao lại chu cháo lên thì mệt lắm. Hùng vội vã cúp máy. Tôi tiếp tục gọi cho Thắng. Trời ơi, thằng Dương mất rồi, bây giờ tao làm sao đây? Vợ tao vô ở trong bệnh viện từ tối, con dâu tao mới vừa sinh, giờ thì chỉ có một mình tao ở nhà, biết làm sao đây? Mày chờ tao chút nha, để tao còn gọi điện nhờ thằng em vợ lên đây coi cho, rồi tao qua với mày liền. Thắng hấp tấp. Tôi vội hỏi, con dâu mày sinh à, con gái hay con trai? Thắng phật cấn, công chúa mẹ ơi, xinh xắn lắm. Tôi tắt điện thoại, miệng lẩm bẩm một câu mà chỉ riêng mình không hiểu được. Chẳng lẽ nào lại là hai đứa chúng nó hay sao? Ba đứa chúng tôi đứng ra lo việc tang ma cho Dương đàng hoàng tử tế. Chúng tôi đưa Dương đi hỏa táng, rồi mang hài cốt của nó lên chùa gửi. Chính là ngôi chùa mà mấy ngày trước đây chúng tôi và Dương đem gửi hài cốt của Phượng. Trên đường về, tôi bất giác hỏi Hùng và Thắng, hai ông có tin chuyện thằng Dương con Phượng sẽ tiếp tục gặp nhau ở kiếp sau không?
Hùng Thắng không trả lời mà chỉ nhìn tôi với vẻ đầy thắc mắc. Trước khi Dương chút hơi thở cuối cùng, tao đã gặp lại Phượng. Tôi nói. Nghe vậy, thằng Thắng và thằng Hùng đồng thanh kêu lên. Ông gặp Phượng à? Chính Phượng đã bắt hồn của thằng Dương à? Tôi lắc đầu. Không phải. Dương đã mãn phần số. Phượng biết được điều này nên tìm tới đây đón Dương đi cùng. Phượng bảo duyên số của họ vẫn chưa kết thúc, nên chúng nó sẽ đi cùng đầu thai, để đến lúc rồi sẽ lại tìm gặp nhau. Hùng Thắng chưa kịp có phản ứng trước lời kể của tôi thì tôi đã nói tiếp. Thật không ngờ, lúc Dương chút hơi thở cuối cùng cũng là lúc cháu nội cháu ngoại của hai ông vừa được sinh ra. Tôi thầm nghĩ, có khi nào chính là hai đứa tụi nó không chứ? Thắng và Hùng khựng lại một chút rồi bảo tôi quay đầu xe về bệnh viện. Hùng và Thắng khăng khăng đòi bế hai đứa ra ngoài cho tôi nhìn mặt. Đứa bé gái cháu nội của thằng Thắng tuy vừa mới chào đời, nhưng ở khóe môi bên phải có một nốt ruồi rất rõ, giống y như vị trí nốt ruồi của Phượng. Còn cháu ngoại thằng Hùng thì phía dưới gót chân có một bớt son màu đỏ, không khác gì bớt son ở chân của Dương. Cả ba chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc, nhưng cả ba đều ra dấu bảo nhau im lặng. Rời bệnh viện, ba đứa chúng tôi không về nhà vội mà kéo nhau vào quán cà phê bên đường. Thằng Thắng thở dài. Thật không ngờ, câu chuyện này nếu mình không là người chứng kiến từ đầu đến cuối thì không thể nào mình tin được, bởi nó quá sức hoang đường. Hùng vẫn chưa hết hồi hộp. Sao hai đứa nó lại chọn đúng vào hai đứa cháu của mình mà đầu thai lên chứ? Ta vẫn sợ có chuyện không hay xảy ra với hai đứa bé này. Tôi trấn an. Hai ông đừng có lo. Theo tôi nghĩ, việc tụi nó đầu thai làm con ai chắc không thể nào do hai đứa nó quyết định được. Có lẽ là nợ duyên của họ vẫn là vợ chồng, cũng vẫn có nên để họ mới đầu thai làm hai cháu của ông. Tôi thiết nghĩ kiếp này hai cháu nó đã lỡ hạnh phúc của mình thì kiếp sau chúng biết giữ gìn trân trọng, như lời của Phượng nói với tao trong bệnh viện. Việc gì tới sẽ tới, mình cũng không ngăn được đâu. Thôi thì cứ phó mặc xuống mạng đi. Nhưng hai ông phải nhớ một điều, ngoài ba đứa mình ra, đừng bao giờ hai ông hé môi chuyện này với ai khác. Một là người ta sẽ cho là mình bị điên, mình bị bệnh hoang tưởng. Còn hai là người ta sẽ lo sự hoang mang. Không có cái gì là có lợi hết, mà chỉ là hại thôi. Vậy nên cả ba chúng ta đều phải giữ kín bí mật chuyện này, nhất là đừng để cho mẹ con của hai đứa trẻ biết. Hùng Thắng gật đầu. Ừ, ông không dặn thì chúng tôi cũng phải biết giữ mồm giữ miệng mà. Tháng năm thấm thoát thoi đưa, hai đứa bé mỗi ngày một lớn. Nhà không xa nhau mấy, giữa hai gia đình lại có mối thâm xa bạn bè, nên hai đứa bé thường hay dẫn tới và gặp vui đùa với nhau. Dưới mắt mọi người, chuyện hai đứa bé cùng trang lứa quấn quýt với nhau là chuyện bình thường, không có gì đáng để quan tâm. Nhưng riêng với ba lão già bọn tôi thì đó là điều chúng tôi quan tâm số một. Hai đứa lớn dần khỏe mạnh và xinh xắn, đến tuổi đi học chúng lại được học cùng một lớp với nhau. Những hôm cha mẹ đứa này bận thì cha mẹ đứa khác đưa đón cả hai. Tình thân giữa hai gia đình và đứa bé càng ngày càng trở nên khăng khít. Thắng kể, có lần hai đứa nhỏ đùa vui với nhau, mẹ của hai đứa nhỏ đã nói rằng: sau này chúng mày lớn lên, mình làm xui với nhau nhá. Ồ, đó cũng là số phận. Thắng cũng hài lòng với sự sắp đặt đó của tạo hóa. Ba người bạn già chúng tôi mỗi lúc ngồi với nhau lại kể khà khà chuyện năm xưa, nhắc lại cái thời còn nghèo khó, nhắc tình bạn giữa chúng tôi và Dương, nhắc lại khoảng thời gian sống không mất tiền nhà ở khi ở nhà thằng Dương. Ôi, những kỷ niệm đó đầy ắp thân năm tháng, mà dù có nhắc nhở, có kể lại hoài vẫn không thấy chán. Có lần Hùng nói, sau này khi hai đứa trẻ trưởng thành, giả sử chúng thật sự thành chồng thành vợ, mình có nên kể cho chúng nghe chuyện kiếp trước của chúng nó hay không bây? Thắng cười ngất. Bộ ông muốn cho chúng nó gọi mình là các lão già lầm cầm hay sao mà nói ra chuyện đó?
ông nhắm có ai tin được những điều mình nói hay không. Câu chuyện lạ lùng thì thôi, ông và ông Năm sống để dạ chết mang theo, chứ không thể kể cho ai nghe được đâu. Kể ra thì lập tức mình sẽ trở thành các lão già đầu óc mụ mị trước mắt con cháu ngay thôi, ông Liệu Hồn đó. Tôi gật gù. Ừ, điều ông Thắng nói quả không sai. Sẽ không có một người nào khác có thể tin vào câu chuyện này đâu. Năm tháng cứ bình thản trôi qua. Ba đứa chúng tôi giờ đây đầu đứa nào tóc cũng đã bạc phơ, có chuyện quên chuyện nhớ. Hai đứa trẻ cũng đã lớn phồng phao theo thời gian. Khi hai đứa tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm thật sự ổn định, là hai gia đình bàn tới chuyện cưới xin. Chiều đó ông Thắng nhắn tôi ở nhà gấp. Khi tôi tới thì ông Hùng đã có mặt. Vì tuổi cao, cả ba đã tự nguyện bỏ rượu từ mấy năm nay. Nhưng chiều hôm ấy, ông Thắng phá lệ. Ông mang ra một chai rượu cười nói: hôm nay ba lão già chúng ta phải cạn hết chai này mới thôi. Hai ông đừng từ chối. Tôi thật sự vui mừng quá à. Rồi thì mọi chuyện đâu cũng vào đấy. Chuyện hư hữu này không phải ai sống trên đời cũng chứng kiến được và am tường đâu. Ừ, tôi cũng vui lắm. Nhất định hôm nay tôi cũng phải phá lệ uống với hai ông. Ông Hùng cười tít mắt phụ họa theo. Tôi ngơ ngác. Hai ông nói chuyện gì mà tôi chẳng hiểu đầu đuôi tai nhau thế nào là sao cả. Ông Hùng và ông Thắng cùng cười phá lên. Chập sau ông Hùng bảo: này, ông thật chưa biết gì sao? Chúng tôi sắp sửa thành thông gia với nhau rồi đấy. Như vậy là mọi việc đúng y như những lời của ông nói trước đây. Như vậy còn đáng ăn mừng hay không nào? Tôi reo lên. Đúng, đúng rồi. Việc như vậy thì đáng để ăn mừng, đáng để ba lão già chúng ta phá lệ quá đi chứ. Cô con dâu của ông Thắng đem lên cho chúng tôi một đĩa mực xào. Đặt đĩa mực xuống bàn, cô cứ cười đúng chím mãi mà chúng tôi không hiểu lý do gì. Chập sau, khi cô con dâu đã đi khuất, ông Thắng mới khề khà kể rằng: từ trưa tới giờ, cả nhà đều thắc mắc và trêu chọc tôi không ngừng, vì không ai hiểu được tại sao trong mối lương duyên này hình như tôi là người có vẻ tươi vui và phấn khởi nhất. Vợ con tôi bảo rằng tôi thích lên chức, thích có cháu cố cháu để bế, rồi lại còn bảo tôi giả sinh tật ham vui, thích nhà có tiệc tùng. Ôi thôi, họ đưa ra rất nhiều giả thiết, nhưng tôi mặc kệ, gì cũng được. Niềm vui của tôi thì chỉ có hai ông bạn chí cốt đây là hiểu được mà thôi. Đúng không nào? Hôm ấy chúng tôi ngồi lại với nhau, lại nhắc về những chuyện kỷ niệm cũ, trong lòng đứa nào cũng thoáng chút bùi ngùi. Nhưng khi trộm nhìn hai đứa trẻ thì lòng chúng tôi trỗi dậy niềm vui. Tôi thầm thì với hai ông bạn già: giờ này tụi mình ngồi đây nhìn đĩa mực xào ngon lành thế mà quan được bao nhiêu đâu, vì răng cỏ đứa nào cũng lung lay gần hết rồi. Mình sắp về chầu Dương Vương, còn ông Dương ấy thì sung sướng thật. Giờ này mới bắt đầu chuẩn bị cưới vợ, mình nghĩ mà ghen với hắn ấy chứ. Cả ba chúng tôi phá lên cười. Vợ ông Thắng đi ngang qua tủm tỉm: các ông này có gì bí mật với nhau mà vui vẻ một cách khó hiểu ghê á. Khi rượu đã ngấm tí chút, tôi xin phép gia đình gọi cho hai đứa trẻ lên chúc mừng và nói cho chúng nó thế này: hai cháu biết phải trân trọng giữ gìn cái hạnh phúc mà mình đang có trong tay hai cháu nhé. Hai đứa ngoan ngoãn cúi đầu vâng và cảm ơn tôi. Nhìn hai đứa trẻ phơi phới tuổi xuân đang háo hức chuẩn bị cho ngày cưới, bất chợt tôi nhớ đến cái đám cưới ngày nào của Dương và Phượng mà không khỏi ngậm ngùi. Nghe đọc truyện.net